Với những bạn là tín đồ của âm nhạc thì việc sử dụng loa ngoài thường xuyên nó sẽ dẫn đến là có thể bị rè. Nếu mà hay có vô nước thì sao? Nó sẽ bị rè đúng không? Thì việc thay thế loa ngoài là điều hiển nhiên. Và với các anh kỹ thuật viên của Chu Smart thì việc thay thế loa ngoài cũng khá đơn giản. Đầu tiên như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ phải tháo chiếc máy này ra. Và trước khi tháo chiếc thiết bị này thì bạn lưu ý một điều là nhớ là phải tắt nguồn. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một chiếc bánh xe lam để có thể tháo rời cái màn hình ra khỏi khung nhôm của máy. Việc tháo này thì đòi hỏi thao tác người thợ phải nhạc lành nghề, tháo ra một cách nhẹ nhàng, từ từ. Nếu không muốn chiếc màn hình này có thể bị bể hay là khung nhôm bị móp méo, bị chảy xước. Các bạn lưu ý là nếu mà yêu khoa học lắm ấy thì cũng đừng tò mò tay máy tọc mạch ở nhà. Tiếp theo sẽ phải tháo bỏ các con ốc để có thể tháo ra, nhấc lên cái lớp bảo vệ các cái cổng, các cái cáp kết nối. Thao tác này phải nhẹ nhàng, từ từ. Việc giữ màn hình cũng phải rất cẩn thận. Nó không được, các sợi cáp này có thể đứt bất cứ lúc nào vì nó khá là mỏng manh. Chắc nó chỉ mỏng ngang tờ giấy thôi mà. Chúng ta sẽ nhấc cái lớp bảo vệ này lên và ngắt loại bỏ các kết nối giữa màn hình với cả vi xử lý. Vậy là xong, chúng ta đã tháo rời được màn hình, cùng với đó là tháo rời được thân máy ra. Bỏ màn hình ra bên, chúng ta sẽ tiến đến với phần thay loa ngoài. Bây giờ chúng ta đã tháo được chiếc loa này ra. Thì đầu tiên các bạn lưu ý là phải tháo viên pin này, ngắt các kết nối giữa loa với cả nguồn thì mới có thể tháo được cái loa ngoài này ra và tiến hành thay thế chiếc loa này. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật viên phải rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Không thì có thể thiếu ốc bất cứ lúc nào mà không biết. Các linh kiện sẽ không được gắn nhau chặt chẽ nhất. Và công đoạn cuối cùng đó là lắp ráp lại màn hình này, kết nối màn hình này với cả khung máy phía dưới, kết nối bên và đóng chiếc máy lại. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong công đoạn là thay loa ngoài ở chiếc iPhone 5. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động chiếc máy lên, nghe thử nhạc với loa ngoài để xem là các anh kỹ thuật viên đã hoàn thiện chiếc máy chúng ta tốt như thế nào, chất lượng loa ngoài như thế nào, rất tốt đúng không? Rồi, đã xong. Chúng ta sẽ cùng thử với Zing M3 nào, thử nghe nhạc thử xem nào. Vâng, cuối cùng đã xong. Loa ngoài hoạt động một cách trơn tru, mượt mà, rất tốt. Đó, việc thay thế loa cũng khá đơn giản đúng không? Nếu các bạn có loa bị rè, hãy mang đến ngay cửa hàng Chu Smart gần nhất ở 31 xã Đàn hay là 416 Cầu Giấy để có thể trải nghiệm những âm thanh tuyệt vời nhất từ chiếc iPhone của mình mà không phải lo nó bị rè nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.